Du khách da màu quyết tâm từ Canada sang Việt Nam vì nghe nói ở đây được sống tự do, không phân biệt như quê hương mình. Xin chào các bạn thân yêu của kênh Tự Hào Việt Nam, các bạn thân mến. Mới đây mình xem được một video bằng tiếng Anh có tiêu đề là Cuộc sống của người da đen ở Việt Nam trên YouTube, ghi lại những hình ảnh về chuyến thăm của chị gái da màu hiện đang sống ở Canada tên là Granny đến Hà Nội, Việt Nam. Chị Granny đã tham gia vào rất nhiều hoạt động cùng với người dân địa phương, đặc biệt là khi hòa mình vào một lễ hội trưng bày tranh ảnh ngoài trời. Sự kiện này diễn ra vô cùng sôi động, thu hút đông đảo người dân và khách du lịch. Tại đây, có rất nhiều bạn trẻ người Việt Nam, cả nam lẫn nữ, đã đến gần và tỏ ra rất hứng thú với mái tóc đặc biệt của chị ấy. Họ lịch sự và nhiệt tình đề nghị được chạm vào mái tóc của chị, đồng thời xin phép chụp cùng một tấm ảnh lưu niệm. Điều này khiến chị vô cùng ngạc nhiên, nhưng không hề cảm thấy khó chịu. Trái lại, chị chia sẻ rằng đây là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Chị tâm sự rằng, nếu như điều này xảy ra ở Canada, nơi mà chị đang sinh sống, thì hành động này có thể được xem là một sự xúc phạm cá nhân nghiêm trọng. Ở Canada, việc tiếp cận ai đó mà không xin phép trước, nhất là chạm vào cơ thể họ hoặc chụp ảnh mà chưa được sự đồng ý, thường bị coi là thiếu tôn trọng và có thể dẫn đến xung đột. Nhưng khi ở Việt Nam, chị hoàn toàn cảm thấy khác. Thay vì cảm thấy bị xâm phạm, chị lại thấy điều đó tuyệt vời. Qua ánh mắt và cử chỉ chân thành của những người Việt Nam trẻ tuổi đó, chị biết rằng họ không có ý xúc phạm. Trước khi đến đây, chị đã nghe nói rằng người Việt Nam rất tôn trọng người khác, và sự thật là không hề có sự phân biệt màu da ở đất nước này. Điều này đã được chứng minh qua chính trải nghiệm của chị. Hành động nhìn chằm chằm vào chúng tôi, hay xin chụp ảnh chung thực chất chỉ là một biểu hiện của sự tò mò và hiếu khách trong văn hóa của họ. Chị hiểu rằng, đối với người Việt Nam, việc nhìn ngắm một người có ngoại hình khác biệt, đặc biệt là người nước ngoài, không phải là hành động không tôn trọng, mà là một cách họ thể hiện sự quan tâm và hứng thú. Ngoài ra, so với những trải nghiệm của tôi ở một số quốc gia châu Á khác, Việt Nam đã để lại một dấu ấn vô cùng tích cực. Ở một số quốc gia khác, khi người dân địa phương muốn chụp ảnh chung với chúng tôi hoặc chạm vào, họ thường làm điều đó một cách thiếu tinh tế, có khi còn khiến chúng tôi cảm thấy bị xâm phạm. Tuy nhiên, ở Việt Nam, tất cả đều được thực hiện với sự tôn trọng và chân thành. Khi họ chụp ảnh chung hay thậm chí đặt tay nhẹ nhàng lên vai chúng tôi, đó chỉ là cách họ thể hiện sự thân thiện và sự trân trọng đối với khách du lịch. Chị Granny cũng vô cùng ấn tượng với ẩm thực địa phương. Các món ăn ở đây vừa đa dạng vừa phong phú về hương vị, khiến chị không thể quên được sự tinh tế và ngon miệng. Bên cạnh đó, sự hiếu khách của người dân Việt Nam là điều mà chị luôn nhắc đến. Từ lúc đặt chân đến đây, chị luôn cảm thấy được chào đón và coi trọng. Điều này làm cho chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Một điểm mà chúng tôi phải công nhận, đó là con người Việt Nam thực sự gần gũi và thân thiện, khác hoàn toàn với những gì chúng tôi đã trải nghiệm ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc, khi chúng tôi đi trên phố, ánh mắt của người dân nhìn chúng tôi không phải là sự tò mò thân thiện, mà giống như một sự soi mói, khiến chúng tôi cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, người Trung Quốc dường như không dám chụp ảnh hay trò chuyện với chúng tôi như ở Việt Nam. Còn ở các nước phương Tây như Mỹ hay Canada, nếu bạn muốn chụp ảnh ai đó mà không xin phép trước, thậm chí chỉ cần hướng máy ảnh về phía người lạ, bạn có thể bị kiện. Đặc biệt, nếu bạn chạm vào tay một người phụ nữ lạ mà không có sự đồng ý, bạn có thể bị quy vào tội quấy rối tình dục và phải đối mặt với hình phạt nặng nề, thậm chí có thể bị bỏ tù. Nhưng ở Việt Nam, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Những hành động đó không bị coi là xúc phạm hay xâm phạm, mà là một phần trong văn hóa hiếu khách và sự thân thiện của họ. Chính vì vậy, tôi luôn khuyên mọi người nên đến Việt Nam ít nhất một lần trong đời để trải nghiệm. Đây thực sự là một đất nước đáng để khám phá, không chỉ vì cảnh đẹp thiên nhiên, mà còn vì sự ấm áp và hiếu khách của người dân nơi đây. Trải nghiệm này đã thay đổi cách nhìn của tôi về sự giao tiếp giữa con người với nhau và giúp tôi hiểu rõ hơn về sự đa dạng trong văn hóa. Granny cũng đã chia sẻ thêm về cảm nhận của chị khi đến Việt Nam, rằng chị thật sự cảm thấy con người ở đây sống rất tự do và thoải mái. Một trong những điều khiến chị ấn tượng nhất là những buổi tối khi người dân tụ họp nhau để tham gia vào các hoạt động như múa hát, khiêu vũ hoặc đơn giản chỉ là gặp gỡ trò chuyện tại các công viên hay khu vực công cộng. Không khí ở đó tràn ngập niềm vui và sự gắn kết, mọi người cười đùa, ca hát mà không cần lo lắng về những gánh nặng của cuộc sống. Điều này khiến Granny nhớ lại cuộc sống ở quê hương của chị, nơi mọi người dường như luôn bị cuốn vào vòng xoáy của công việc và những áp lực của cuộc sống hiện đại. Chị nhận thấy ở quê nhà, con người sống xa cách hơn, họ bận rộn đến mức thậm chí không quan tâm đến những người xung quanh. Cuộc sống ở đó đầy rẫy những lo toan và áp lực, khiến mọi người thường chỉ tập trung vào bản thân và gia đình mình, mà hiếm khi dành thời gian để gặp gỡ, trò chuyện hoặc tương tác với hàng xóm. Granny chia sẻ thêm rằng, ở Canada, nhiều khi những người hàng xóm sống gần nhau suốt nhiều năm mà không hề biết tên nhau, thậm chí cũng không có bất kỳ sự giao tiếp nào. Sự xa cách này tạo ra một cảm giác cô đơn và lạc lõng trong cộng đồng.
Trong khi đó, ở Việt Nam, con người không chỉ sống gắn bó với gia đình, mà còn duy trì mối quan hệ thân thiện và gần gũi với hàng xóm, cộng đồng. Họ cùng nhau chia sẻ niềm vui và cùng vượt qua khó khăn. Chính sự khác biệt này đã khiến chị cảm thấy Việt Nam thực sự là một nơi mà con người có thể sống với nhau trong sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau. Chị rất cảm động khi chứng kiến cảnh tượng những người dân Việt Nam, dù là người lớn tuổi hay thanh niên, đều hòa mình vào các hoạt động vui chơi cộng đồng, không chút e ngại. Sự tự do trong cách họ sống và tận hưởng cuộc sống hàng ngày là điều mà chị cảm thấy rất ngưỡng mộ. Điều này khác xa so với những gì chị từng trải nghiệm ở quê nhà, nơi mà dường như mọi người đều sống trong những rào cản vô hình, tách biệt và không có sự kết nối thực sự với nhau. Chính sự tương tác giữa con người với con người đã làm cho Việt Nam trở thành một nơi mà chị cảm thấy như được mở rộng trái tim. Chị nhấn mạnh rằng đây là một nét văn hóa mà mọi người trên thế giới nên trải nghiệm ít nhất một lần trong đời để hiểu rõ hơn về giá trị của tình người và sự kết nối xã hội. Sau khi chia sẻ, video nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng người da màu. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi biết đến sự hiếu kỳ và không có cảm giác bị phân biệt màu da ở Việt Nam. Mời các bạn cùng kênh Tự Hào Việt Nam xem cộng đồng mạng nói gì nhé! Người Việt Nam thật sự vô cùng thân thiện và hiếu khách. Điều làm tôi ấn tượng nhất khi ở đây là không hề có sự phân biệt chủng tộc hay màu da, bất kể bạn đến từ đâu, mọi người đều đối xử với nhau rất tôn trọng và bình đẳng. Điều này hoàn toàn khác với ở quê hương tôi, nơi mà những người da màu, đặc biệt là da đen, thường phải đối mặt với sự đối xử khác biệt và thậm chí còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Ở Việt Nam, tôi cảm nhận được sự chào đón chân thành và cởi mở của mọi người, và đó là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời mà tôi nghĩ ai cũng nên thử một lần trong đời. Trước đây tôi cứ nghĩ Việt Nam là một đất nước nghèo nàn, nhưng không ngờ sau khi xem chia sẻ của bạn mới biết rằng Việt Nam phát triển nhanh và sôi động đến vậy. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những thông tin thú vị về đất nước này. Tôi cảm thấy rất háo hức và chắc chắn sẽ đến Việt Nam vào cuối năm nay để tự mình trải nghiệm tất cả những điều tuyệt vời mà bạn đã kể. Bố mẹ tôi là người Việt Nam nhưng giờ đã sống ở Canada. Họ thường có những suy nghĩ rất tiêu cực về Việt Nam, có lẽ do những ký ức xưa cũ. Nhưng sau khi xem video của bạn, tôi mới hiểu thêm về Việt Nam hiện tại, một đất nước với con người thân thiện, gần gũi và tràn đầy sự tự do. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là không hề có sự phân biệt đối xử với người da màu hay người nghèo, khác hẳn những gì tôi từng nghe. Cảm ơn bạn đã chia sẻ, bạn đã giúp tôi có cái nhìn tích cực hơn về quê hương của mình. Tôi nhớ lần đầu tôi đến Việt Nam với mái tóc xù tự nhiên của mình, và có rất nhiều người Việt muốn chạm vào tóc tôi. Sau đó, một người phụ nữ chỉ vào một vị thần rồng và nói với tôi rằng tóc của tôi giống một trong những vị thần của họ. Tôi quá sửng sốt và ngạc nhiên. Tôi yêu Việt Nam. Hầu hết mọi người ở Việt Nam đều thích tìm hiểu về con người và thế giới xung quanh, giống như cách một đứa trẻ sẽ khám phá mọi điều thú vị. Tôi vô cùng hạnh phúc vì mọi người ở đây đều có kinh nghiệm tốt và luôn tôn trọng nhau. Là con người, chúng ta đều xứng đáng có bạn bè, và điều đó không nên bị phân biệt đối xử vì bất kỳ lý do gì. Hãy yêu thương nhau giống như tình cảm một đứa trẻ dành cho một người bạn mới. Bạn không hề thiếu tôn trọng. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng Việt Nam có thể là quốc gia duy nhất ở châu Á vẫn giữ được bản sắc và sự chân thành của con người. Điều này dựa trên trải nghiệm của tôi khi tương tác với người Việt Nam khác nhau. Tôi đã đến Việt Nam một mình vào năm 2016, yêu thích nó đến nỗi tôi đã quay lại vào năm 2018. Người Việt Nam thật tuyệt vời. Điều này đã xảy ra với tôi vài năm trước. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi bị đối xử như một người nổi tiếng. Điều này đã bắt đầu ở sân bay Hà Nội và sau đó lan rộng khắp nơi. Mọi người ở đó đều rất thân thiện, ngoại trừ một người lái xe ba bánh đã lừa tôi thêm vài đô. Bí quyết để hòa hợp là lịch sự và luôn mỉm cười. Họ có xu hướng thích người Mỹ da đen, nhưng bạn không được để họ nhầm lẫn bạn với người khác. Một người nói rằng, tôi là người Việt Nam và đã làm việc với rất nhiều người Nigeria ở Việt Nam, có lẽ bạn đã hiểu lầm điều gì đó. Hôm nay, tôi đã đến thăm một nhà thờ ở Việt Nam. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và đã dẫn đường cho tôi đến xem video này. Vợ của anh trai kể rằng tôi là người Việt Nam và món ăn Việt Nam là món tôi yêu thích nhất. Tôi hy vọng có cơ hội đi cùng họ khi họ ghé thăm lần sau. Họ ở đó trong khoảng 3 đến 6 tháng, cứ 2 năm một lần. Video thật tuyệt vời. Tôi chưa từng đến Việt Nam nhưng đã thăm Hàn Quốc, Thái Lan và Hồng Kông. Điều thú vị là có một quan niệm rằng người châu Á có thể tò mò, nhưng người nước ngoài không bao giờ được phép. Liệu tôi có thể tự do ôm một người lạ ngẫu nhiên ở Việt Nam để chụp ảnh không? Tôi nghi ngờ điều đó. Hầu hết các nền văn hóa châu Á tuân theo các quy tắc giao tiếp xã hội, rất rõ ràng dựa trên mối quan hệ, tuổi tác và nhiều yếu tố khác. Họ hiểu rằng việc chạm vào người khác không phải lúc nào cũng thích hợp. Vì đó là sự tò mò, tôi không quan trọng với việc họ chưa từng thấy người da đen hay không. Chúng ta không khác biệt quá nhiều, chúng ta đều là con người, có cùng số lượng đầu ngón tay và chân.
Rõ ràng, chúng ta thuộc về loài người và không phải là các sinh vật ngoài hành tinh. Ít nhất tôi cũng là người Mỹ thế hệ thứ 10 và tôi đã gặp nhiều người Trung Quốc, bất lịch sự ở Mỹ. Bạn có thể nói rằng đó là đặc thù văn hóa của họ, và có thể họ nghĩ rằng họ đang hành động bình thường. Một người bạn Trung Quốc nói với tôi rằng đó là điều mà người Trung Quốc hay làm. Việc gọi người Hàn Quốc hay người Philippines là người Trung Quốc chỉ đơn giản là sự nhầm lẫn về mặt văn hóa. Người Mỹ da đen thường không thích bị người khác nhìn chằm chằm hoặc đụng chạm. Lịch sử dài của việc bị khách quan hóa ở phương Tây đã làm cho việc bị nhìn chằm chằm trở thành điều khiến chúng ta không thoải mái. Tôi thật sự muốn đến Việt Nam, nhưng tôi nghĩ rằng trải nghiệm đó có thể khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời tại Việt Nam. Đây là một sự thay đổi đáng giá trong cuộc sống, từ con người đến đồ ăn và những trải nghiệm mà chúng tôi đã trải qua, tất cả đều rất quý báu. Tôi sẽ khuyến khích mọi người đến thăm Việt Nam. Yêu tất cả người dân châu Á, đặc biệt là người dân Đông Nam Á. Cô ấy nói rằng Nhật Bản đã sử dụng đồng Việt Nam. Tôi đã đến Hồ Chí Minh vào tháng 8 và cảm thấy mình thực sự tự do. Mọi người ở đây rất thân thiện và an toàn, tôi không bao giờ cảm thấy bị đe dọa. Kế hoạch của tôi là đi du lịch vào năm sau, thuê một chiếc xe máy và khám phá đất nước từ Nam ra Bắc. Tôi nghĩ rằng trong vòng 3 năm tới, tôi có thể chuyển đến Việt Nam. Mọi người của tôi đang ca ngợi Việt Nam, bây giờ tôi sẽ học ngôn ngữ và ghé thăm Việt Nam. Tôi cố tưởng tượng tình huống đó sẽ ra sao. Tôi hình dung sẽ phản ứng thế nào nếu gặp một người da màu xanh lam. Lúc đó, tôi có thể hiểu được cảm giác của những người ở đây. Họ thực sự thân thiện và tò mò. Thật may mắn, trong văn hóa của tôi, chúng tôi không coi việc giao tiếp với người lạ là thô lỗ. Tất cả diễn ra suôn sẻ, nhưng nó làm tiêu hao năng lượng của bạn. Có vẻ như khi người Việt nhìn thấy người da đen, họ đang nhìn thấy vàng thỏi. Những người Việt này có thể nghĩ bạn là Alicia, một ngôi sao âm nhạc nào đó đến từ Mỹ. Và tất nhiên, với sự đồng ý của bạn, họ muốn chụp ảnh cùng bạn, vì không phải ngày nào họ cũng gặp Alicia Keys hoặc ai đó xinh đẹp như vậy. Bạn nên mua một số trang phục truyền thống của Việt Nam, chắc chắn bạn sẽ trông rất đẹp và thể hiện sự tôn trọng người dân Việt Nam. Ở Việt Nam, người dân rất yêu thích người da đen. Đừng ngạc nhiên khi bạn đến thăm các nước khác. Mỗi quốc gia có một nền văn hóa khác nhau, vì vậy đừng ngạc nhiên nếu họ nhìn chằm chằm hoặc chạm vào bạn vì bạn trông khác biệt. Đó chỉ là sự tò mò, vì vậy đừng cảm thấy bị xúc phạm. Nếu bạn không thể chấp nhận, thì không nên ghé thăm nữa. Giống như người Mỹ sẽ bắt đầu nhảy múa trên đường, không có gì phàn nàn ở đây. Tôi đã có rất nhiều niềm vui tại Việt Nam. Ở đây, họ luôn cố gắng giúp đỡ người Mỹ da đen, điều mà ở Mỹ, nơi tôi sống, không xảy ra. Thậm chí, họ thường cố gắng giết người da đen. Chúng ta luôn được đối xử như những người nổi tiếng. Trải nghiệm của ông Glass về tiền bạc là đúng. Tôi không thích khi bạn nghĩ rằng tôi đang phàn nàn, vì điều đó không phải là ý tôi muốn truyền đạt trong video blog này. Việt Nam thật tuyệt vời, và tôi mong muốn có cơ hội quay lại. Hãy hiểu rằng đó không phải là vấn đề cá nhân. Ở đây, họ luôn chào đón người nước ngoài và tính giá cao hơn cho du khách. Điều đó chỉ là một phần trong văn hóa thân thiện của họ đối với người nước ngoài. Tôi nghĩ rằng họ là những người ít phân biệt chủng tộc nhất. Tôi là người da đen và đã sống ở Việt Nam hơn 4 năm. Đó là quyết định tốt nhất trong cuộc đời tôi. Ở đây, việc gặp phải phân biệt chủng tộc không xảy ra, ít nhất là với tôi. Người dân Việt Nam, nếu bạn chưa biết, tôi muốn nói rằng các bạn là những người tuyệt vời, và tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn hàng triệu lần. Vô tình, bạn đã làm cho tôi biết rằng có một đất nước khiến tôi cảm thấy được chào đón, đó là Việt Nam. Tôi đang sống ở Việt Nam được 4 tháng trong thời gian làm việc tại một trường đại học ở Hà Nội. Đến nay, đó là trải nghiệm thú vị nhất mà tôi từng có. Cuộc sống ở đây thật dễ dàng. Và tôi đánh giá rất cao các đồng nghiệp và giáo viên, những người đã dạy tôi tiếng Việt, họ đều thật tuyệt vời. Theo phong thủy, tôi chờ đợi để trở lại. Cô ấy nói rất đúng khi cho rằng người Việt Nam tò mò về sự khác biệt màu da. Đó không phải là phân biệt chủng tộc, mà chỉ là tò mò thôi. Ôi trời ơi, nhà hàng này thật dễ thương với những tờ giấy dán trên tường về những bức ảnh mà người Việt muốn chụp cùng người da màu. Tôi đã từng nghe về điều này trước đây, và người dường như không có ý định xấu, chỉ là họ ngạc nhiên. Ý tôi là, bạn thật sự xinh đẹp, nên mọi người mới muốn chụp ảnh cùng. Có lẽ bạn đã khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng vì tôi là người hướng nội, nên sẽ tránh xa điều này. Nhưng bạn đã xử lý tình huống rất tốt. Yêu video, yêu Việt Nam. Bây giờ tôi nhớ quá. Tôi thậm chí còn cảm thấy tự do hơn ở châu Phi, quê hương của tôi, và mọi người rất tốt bụng. Tôi có một tình yêu đặc biệt dành cho người Việt Nam. Bạn trai tôi và tôi đã đi du lịch đến Nhật Bản, và chúng tôi yêu thích nơi đó. Nên chúng tôi nghĩ, tại sao không đi du lịch khắp châu Á? Tiếp theo là Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ chuyển đến sống ở Việt Nam. Đúng vậy, điều tôi nhận ra là tôi nên làm quen trước với việc bị nhìn chằm chằm.
cảm giác không thân thiện. Mặc dù tôi biết bên trong những ánh nhìn chằm chằm và tiếng cười thường ẩn chứa sự thân thiện, nhưng việc vượt qua cảm giác đó vẫn là một hành trình tinh thần. Nó luôn hiện diện. Tôi đang sống ở Việt Nam được một năm. Ở Việt Nam có khoảng 58 dân tộc khác nhau. Dựa trên những gì tôi đã trải nghiệm và cuộc trò chuyện với người Việt, tôi thấy rằng họ thậm chí không quan tâm đến việc phân biệt chủng tộc. Họ không có sự phân biệt dựa trên chủng tộc ở bất kỳ mức độ nào. Tôi thực sự yêu thích video này. Xin cảm ơn vì đã chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những gì mà cộng đồng mạng nói khi thấy văn hóa ứng xử của người Việt Nam đối với bạn bè và du khách nước ngoài. Các bạn nghĩ sao về chủ đề này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và đó cũng là nội dung chính của video ngày hôm nay. Nếu bạn thích video này, hãy cho tụi mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Tự Hào Việt Nam và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Thank you.